Hello mọi người, trong video hôm nay Hana sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trang điểm bằng tông nước. Mọi người cùng xem nha. Hiện tại da của Hana đã thoa một lớp dưỡng ẩm có SPF 20 của Clarepore. Cái bước tiếp theo đây thì Hana sẽ bắt đầu thoa nền. Và hôm nay Hana sẽ sử dụng kem nền Bright Glow Foundation 5 số 12 của Burberry. Hana sẽ lấy lên mu bàn tay khoảng 2 phân. Hana sẽ bắt đầu dùng cái cọ như thế này và đánh từ trong ra ngoài. Đánh từ trong ra ngoài, đánh cả cái phần lưỡi mắt luôn. Và chúng ta sẽ tán đều kem nền ra khắp mặt, cả phần xương quai hàm và xuống cổ luôn. Và tiếp tục lấy thêm foundation rồi làm như vậy với cái phần bên trái. Các bạn đừng có quên những cái phần mà dễ bị sót như là hai bên cánh mũi, hốc mắt, phía hai bên khóe miệng. Và một phần nữa rất là quan trọng, đó là phần cổ. Các bạn nhớ chú ý là nền mình nên đánh thật là mỏng. Nếu mà các bạn cần phải che phủ thêm á, thì mình có thể đi lại thêm một lớp, chứ đừng có thoa một lớp đầu tiên mà đã thoa dày. Thì như vậy nền nó sẽ không có tự nhiên và nó sẽ không có bám lâu. Sau khi hoàn thiện lớp nền thì Hana sẽ sử dụng concealer để đi vào những cái phần khuyết điểm ở trên mặt. Thì hôm nay Hana sẽ sử dụng concealer BB Eye Cream của Dior Snow. Đầu tiên là Hana sẽ xóa cái phần quầng thâm mắt của mình cho một lớp lên mắt, xong rồi Hana sẽ sử dụng còn concealer và tap lên cái da. Độ che phủ của concealer này rất là tốt và nó còn cung cấp độ ẩm cho da nữa, cho nên nó sẽ rất là mượt trên da. Nhưng mà có một điểm mà nó không thích lắm và ít sử dụng hơn những cái loại khác là nó không có lâu trôi bằng các cái loại mà Hana thường sử dụng. Thì Hana hay sử dụng cái loại này cho những cái ngày mà da cảm thấy hơi khô. Xong rồi Hana cũng sẽ đi vào những cái phần mà có khuyết điểm ở trên mặt, những cái nốt chưa có đều màu chẳng hạn. Các bạn nên nhớ là mình chỉ có nên thoa một lớp thật mỏng nha. Và bên mặt bên trái của Hana cũng có một số khuyết điểm cực nhỏ thôi, nhưng mà Hana là người cầu toàn. Nhất là khi mà về da, làn da của mình về ngay muốn nó phải được hoàn hảo luôn. Cho nên có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào Hana cũng phải che cho mình thế. Sau khi thoa concealer thì Hana sẽ phủ một lớp phấn phủ rất là nhẹ lên khắp cả mặt. Thì hôm nay Hana sẽ sử dụng Jewel Finish Powder của Lancôme và cái cọ mà Hana đang sử dụng là của Shu Uemura. Một lớp rất mỏng thôi nha mọi người. Cái lớp này chỉ là để set cái lớp nền mà Hana vừa đánh thôi. Làm khắp cả mặt luôn thì cái này sẽ giúp cho lớp nền của chúng ta lâu phai và tạo độ mờ cho lớp nền. Thì đó là cái lớp nền của Hana đã hoàn thiện rồi. Bây giờ Hana sẽ bước vào cái phần mắt. Vì hôm nay Hana trang điểm tông nước cho nên mắt Hana sẽ chú trọng đánh đậm hơn bình thường nha. Và cái bước đầu tiên để trang điểm mắt thì Hana sẽ định hình lại chân mày. Mặc dù là hiện tại chân mày của Hana là có full rồi á, nhưng mà Hana vẫn thích có một cái cặp chân mày nó sắc nét hơn, đặc biệt là khi mà mình trang điểm những cái tông da như là tông nước thì mình cũng cần tạo điểm nhấn cho đôi mắt. Vì môi của mình đã làm nhà rồi mà, thì mắt cần phải nổi bật hơn.
rẻ trước thôi, chưa có 8.000. Nên là sẽ rẻ trước xong rồi chúng ta sẽ quay lại dùng cây chổi, đầu chổi một tháng. Sau khi định hình cái chân mày bằng gì thì em sẽ sử dụng cái phần gel này, cái sản phẩm gel giúp chân mày này cũng mát để đi lại từng cọng lông để nhìn cho nó rộng hơn và sắc nét hơn. Và ngoài ra cái này cũng giúp cho một số sợi mà nó không có làm vào ghép á thì nó sẽ đi vào ghép luôn. Nên là cho các bạn có chân mày rộng thì đây là một sản phẩm rất là hữu dụng. Tiếp theo thì Anna sẽ đánh phấn mắt. Thì hồi nãy lúc mà Anna trang điểm sử dụng concealer thì Anna đã pha một lớp concealer mỏng qua trên mắt rồi. Cái này để giúp cho cái lớp eyeshadow của chúng ta bám chặt hơn. Thì hiện tại Anna sẽ sử dụng cái palette nước của Too Faced. Palette này thì Anna cũng đã giới thiệu với mọi người trên trang Anna Olala rồi. Thì cái này là cái palette nude mà Anna thích nhất hiện giờ, ngày nào Anna cũng sử dụng. Thì Anna sẽ dùng một cái màu nâu nhạt đánh lên khắp cả bầu mắt. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái màu đậm hơn để nhấn cái đuôi mắt nhạt. Thì đây là cái lớp, cái màu nhạt hơn Anna sẽ đánh lên khắp cả bầu mắt. Rất là nhanh. Đây là xong cả hai bầu mắt. Rồi bước tiếp theo thì làm sao để chúng ta định hình được cái hốc mắt là ở đâu? Thì hôm nay có một tip cho mọi người là mọi người cứ nhấn vào cái mắt của mình nè. Cái phần nào mà nó lõm vào á, đây là cái phần đó sẽ là cái hốc mắt nha. Thì mình sẽ vẽ một chữ V ở đây xong rồi bắt đầu mình tắm. Rất là dễ thôi. Thì hôm nay sẽ sử dụng một màu đậm hơn, đó là màu Sexpresso của palette Too Faced luôn. Thì Hanna sẽ bắt đầu đắp màu thôi, đắp màu lên cái phần hốc mắt như này, nó bị chữ V nè. Sau đó mình sẽ tán đều ra. Nhớ chú ý là khi mà mình sử dụng màu đậm thì mình phải tán ra, chứ nếu không nhìn nó ngón cục thì nó sẽ không có đẹp, nhìn này không có chuyên nghiệp. Đây các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa hai bên mắt. Bên này Hanna đã đánh hốc mắt rồi, nhìn nó sâu và nó sắc hơn nhiều đúng không? Mắt sâu vào hơn nhiều. Hanna cũng tiếp tục làm như vậy với mắt như này. Rồi tiếp theo thì Hanna sẽ sử dụng mắt nước và vẽ lên cái phần mí, rồi đá đuôi luôn. Và để cái phần mắt dưới của Anna rõ nét và rộng hơn thì Anna sẽ sử dụng một cây cây sáp màu đen của Chanel và Anna đi vào cái phần waterline dưới. Thật ra cái kiểu trang điểm này bình thường Hanna ít khi làm để đi làm lắm, nhưng mà chỉ có trong những cái trường hợp đặc biệt đó Hanna mới làm thôi. Nhưng mà Hanna cũng không có thích làm đó. Quá màu đen. Sau đó thì Hanna sẽ sử dụng một cái cọ để tán đều cái đường viền chì mà Hanna vừa vẽ xong. Để cái đường viền ở dưới nó blend vào với cái mắt ở bên trên thì Hanna cũng sẽ sử dụng cái màu nâu mà vừa rồi Hanna sử dụng cho phần mắt bên trên để Hanna đi lại phần bên dưới.
thì cái màu nâu vàng Hana sẽ sử dụng trong. Thì cái cách trang điểm này cũng giúp cho cái lớp liner của Hana nó lâu trôi hơn nhiều. Nếu mà mắt bị đen thì các bạn có thể sử dụng một cái Q-tip như thế này và đi lại cái đường mắt. Hoặc là nếu mà các bạn không có cái cọ như là Hana vừa sử dụng á thì các bạn cũng có thể sử dụng cái Q-tip này để lên mắt. Và đây hai mắt của Hana đã sâu hơn và đã to hơn rất nhiều đúng không? Để cho mắt long lanh hơn, ấn tượng hơn thì Hana sẽ gắn viên giả. Và trước khi gắn viên giả thì chúng ta cũng cần ép ghi cho quanh lên trước. Sau đó thì Hana sẽ thoa keo lên mi. Đợi khoảng 5 giây cho cái phần keo nó hơi khô. Thì Hana sẽ bắt đầu gắn cái viên giả này lên mi luôn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy với mắt bên kia. Cũng gắn keo lên. Rất là dễ dàng. Sau đó Hana sẽ dùng cái đuôi của một cái cây cọ bám sát vào. Rồi Hana sẽ sử dụng mascara để chuốt lên cả lông mi thật và lông mi giả để cho hai cái phần này nó tìm vào nhau. Thì hiện tại mascara mà Hana đang sử dụng là Roller Lash của Benefit. Và đây như các bạn đã thấy là cái cặp mắt của Hana đã ấn tượng và sắc nét hơn rất là nhiều rồi đúng không? Thì tiếp theo đây là cái phần dễ nhất, đó là mình sẽ đi vào cái phần môi. Thì Hana sẽ bắt đầu bằng việc kẻ viền môi. Thì hiện tại Hana đang sử dụng một cái màu viền môi nude số 4C của Make Up For Ever. Cái loại này là dòng aqua cho nên nó sẽ không có trôi. Và Hana sẽ bắt đầu từ cái phần môi trên. Hana sẽ đi viền sớm. Về cái phần vẽ viền môi á, thì Hana thấy là nó rất là quan trọng để trong cái khâu mà định hình cái khung môi của mình, đặc biệt là cho những bạn mà có khuyết điểm về môi, ví dụ như là môi bạn quá dày, bạn có thể vẽ phía trong lòng môi một chút xíu. Còn ngược lại, nếu mà môi bạn mỏng thì bạn có thể vẽ ăn da ra ngoài để môi của mình nhìn dày hơn. Và những bạn có môi không có đều nhau chẳng hạn thì cũng có thể sử dụng một cái cây liner nút như thế này, màu nút như thế này và định hình lại. Như các bạn đã biết là mặc dù môi của Hana đã full rồi, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mình muốn sử dụng những cái tông nút thì cứ vẫn sử dụng tông nút bình thường và môi nó vẫn ra nút bình thường chứ không có vấn đề gì cả. Thì tiếp theo đây Hana sẽ sử dụng một cây liquid lipstick của Stella. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà Hana đang rất là thích hiện tại. Hana mới tậu được cái cây son này trong đợt đi Mỹ vừa rồi. Thì cái màu môi này nó như cái tên của nó là nó last all day, có nghĩa là nó có thể bám trên môi của mình cả ngày. Khi mà thoa lên á, thì nó là dạng lỏng, nhưng mà khi mà nó đã khô rồi thì nó là giống như là son lì vậy. Nói tới đây thì Hana mới nhớ ra là Hana chưa có đánh má hồng và chưa có tạo khối cho khuôn mặt. Thì hiện tại Hana sẽ sử dụng cái hộp tạo khối có hai màu của Make Up Forever. Hana sẽ sử dụng cái màu đậm hơn để đánh lên cái phần
ở những gò má của mình. Bản thân Hana thì không có thích tạo khối nhiều quá, tại vì mặt của Hana cũng không có nhiều góc cạnh. Nhưng mà khi mà đánh lên như thế này thì nó sẽ làm cho mặt của mình ấm hơn, vì mình đang sử dụng tông nút mà. Nếu mà gương mặt nhìn trắng quá thì nó sẽ không có được đẹp. Hana sẽ tạo khối sơ cho hai bên cánh mũi luôn. Phần trán. Và sau cái bước này thì Hana sẽ sử dụng một cái màu má hồng có ánh cam để cho nó tiệp với cả tông của gương mặt. Thì hiện tại Hana sẽ sử dụng má hồng của NARS, cái màu là Organza. Hana cũng sẽ đánh một ít trên mũi và trán luôn để cho gương mặt hồng hào một cách đồng bộ. Và đây, gương mặt của Hana trang điểm theo tông nước đã hoàn thiện rồi. Mọi người có thích cái kiểu trang điểm này hay không? Nếu mà các bạn thích thì nhớ like video này và subscribe channel của Hana nha. Bye bye!